Rồi, ba anh em chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay anh em mình sẽ đi dí cá như vậy hôm qua nói nha. À, anh em mình sẽ dí mà đem đồ đục rồi theo này cái nhà rộng cho nó sống đem gì nuôi nha cả nhà. Cá bự thì anh em đi thịt, còn cá nhỏ thì ốm thì anh em mình sẽ nuôi. Cho nó béo béo rồi mà thịt cao. Vô béo nó hơn chưa hè. Nước hẹn hôm qua. Ừ. Dưới cây nữa. Đùa của nó thôi. Đụng chân quá trời luôn quên. Tao mấy người. Nó vặn chưa. Ôi, thấy con rau rồi nha. Hay quá. Chạy nha cái nhà. Này phải bưởi. Đúng hả mày? Ồ, hai con rồi. Hay quá, hay luôn, nó đụng hai con luôn. Hai con luôn. Đây cái nhà. Ý, bữa nay có tôm rồi, đây có tôm rồi. Đây mình đi kiếm con kia. Còn nữa, con nữa đụng rồi mà. Còn nữa, nó còn cái mấy cái hang mà hang giống như hang nha. Hang lâu kiến. Hang lâu kiến nó nằm ở tổng á. Ở dưới đây bọt tôm nó lại luôn nè, con đụng luôn á. Cái đó thì cái bọt tôm thì con đừng có lo. Quặng 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 đi, nói thế nào cũng chui vô hang lâu kiến này mẹ. Hay bưởi. Hay quá hay ơi. Đụng đụng giò ha. Ở đồng này có mấy cọng cọng lá. À. Vì khi mình chọt nó đau á. Quậy nó chui vô hang à. Dạ. Quậy. Quậy. Ô. Cái này chắc khi tới con tôm quá. Ý trời. Ý. Có mấy cái hậu lỗ á. Ý cộng. Ý à. Ý à. Sao quần quá em nghe con nè. Ôi. Nó chạy rung giọt cạch cạch cũng được. Sao quá. Được rồi, chú bên lặng luôn rồi. Chú bên. Ồ. Vậy chú bên. Nắm luôn. Ồ. Ba con luôn. Vô rồi béo ơi, béo coi. Ba con luôn. Ôi, trời em được con. Một tay một luôn, một lỗ luôn. Chui vô tông, nó chui tông hang lâu kiến hả? Đúng rồi, tông vô mấy cái hang lâu kiến á. Ê, 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 con sùng hấu. Còn gai chân em con nữa nè. Từ từ. Đúng rồi, sao nó nhảy bún rồi. Đúng rồi luôn á. Ai tí lắm. Rồi, tới, chú heo vô chứ. Chạy dưới heo. Chạy mất à. Chạy hả? Thì chuyện qua mình mò cá mà mình không có để mấy cái lỗ này á. Ừ. Hôm qua với lại hôm qua sâu quá ha. Quá sâu, quá sâu. Để dò lấy cái dò, mình dò cái lỗ trước. Sau đó thì mình... Cái này con nghĩ chắc nó cài nó chuối hay chứ mình. Mình quậy cái lỗng, có lỗ chui con. À. Ôi, chung cơm. Tao quần thêm mày cũng vô lỗ hết trơn à. Không chứ kìa. Chui lặn nữa rồi. Ừ, tép bún. Ủa không ai? Vô không? Cá mè. Ồ, hay quá. Cá mè cái nha. Cái chừng đồng ở cái chỗ này mà có cái lỗ là lụm đó à. Hay quá vui nè ơi. Ồ, quá luôn. Thấy chưa, hồi nãy bị hai đụng con tôm ừ mà. Mày hả bữa? Vô. Mày nó phát hiện tụi bay rồi. Ngày bún luôn hả? Ừ. Đúng là mấy cái bún sầu sầu mới có tôm à. Cái trò vớt rồi cái thấy lỗ á, cái mình chui xuống lỗ. Hồi nãy mới qua phía ngay cho hai con cái lỗ đó. Lỗ nó kiến gì vậy? Quá. Hay quá. Phi bự. Hay quá. Cái thu nó chạy. Quá hay ơi. Quá. Ê, phải. Bớt, bớt. Ý, cái bự. 8-10 với cái phi em bữa. Hôm qua chứ. Cái tôm, ừ. Bự không? Ừ. Cỡ nào? Cỡ này không?
Thấy vậy ta? Ăn được rồi. Con cá nữa nè. Ôi mẹ. Nghe coi con bé quá con. Hay mới đụng ở đây nè, bé đằng kia là nó chưa tới đằng kia đâu. Chưa hả? Chưa. Nó chưa là bắt đầu em mò nữa nè, bắt đầu em mò nữa nè. Con cá mẹ đó. Con cá này nhà hả đi. Nó chưa có tới đằng kia đâu. Cái gì không khoái nhưng mà mò tôm bự khoái lắm. Chú ơi. Ờ có con cái tay con nữa kìa. Cái tay này bị cái. Thôi 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 hả. Chú ơi. Con tôm không phải con tôm này nãy chú Vinh không phải con tôm này. Con này con nhỏ. Vinh hỏi. Nhiều quá. Ủa chú Vinh đâu rồi? Con bự con nhỏ. Ờ, heo mấy chú ơi. Này em. Cũng nhiều quá ha. Dạ. Vẫn còn hàng bự nha. Hả? Vẫn còn hàng bự nha. Đó. Thì ăn tép chú vô quần. Này không có cái ta. Hồi không có, nó nhỏ. Để cho mình làm lưng con nhỏ. Ngay đầu tư, nay đầu tư tay lưới mới luôn. Đó, mà không biết cái ta. Con có dính cơm nào lưới không? Ở có con gì đó thả chưa ha. Ủa không phải, ở cái phi. Ở hai con, ba con luôn. Bà cứu em ha. Đem làm một nồi kìa. Vô cái xe lưới. Anh hụt nước lớn à. Hả? Nước lớn. Nước lớn rồi. Này mấy cơm nữa. Mày đi kiếm cá ta ăn. Nào mình kiếm về mình nuôi mà. Ở xe lưới tao luôn. Ơ nó còn gót chưa ha. Lâu nhiều quá. Dưới lâu á. Dưới lâu á nó xe mạnh quá. Ơi, hồng. Ơi, hay đạp rồi. Nó một con nữa nè. Hả? Một con cá phi nữa. Nhỏ nhỏ. Ồ. Còn con cá vô rồi. Ở đây con cá mẹ nữa nè. Cứ ra qua. Ơi, nó kiến hết hồn. Tuần ăn bự quá. Ơi con cá. Ơi cá mẹ. Cái mẹ. Nó là quán đồ. Con cá phi bự lắm mà không biết nó vô lưới mà. Nè con bắt con sẻ con. Nó ủi nó nằm nó lủi lủi. Trời ơi. Con gì bự vậy? Bự 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 con bự chú Vinh ơi. Trời bá luôn rồi bé ơi. Còn ghét quá là ghét luôn. Ôi con cá mẹ cái thì cũng béo nè. Nãy nó tùng không thấy nấu chứ. Nãy nó cũng lỗi hết chân luôn á. Mày ăn mắt có gì à? Thắt ở con có gì nữa. Ơi con cái gì đó chú Vinh. Ơi con gì. Ủa đây cái con con đâu có cái gì đâu mà cứ kêu trời. Gì anh thầm. Thằng hủ lưng mấy chú uống thành rồi có uống nào mà không chứ mày mới được có tôm không. Thì quá anh em mình lưới cá cái không có có xác định nuôi tôm rồi không có có mò kỹ đúng rồi hai vô tôm rồi, thì lên tên cái nhà đi thôi rồi lưới mày lưới nước qua nước rồi coi ơi cá mẹ hãy thấy bên kia giật quá trời luôn chứ ha còn giật ngoài hãy nước bên kia cho hết hồn mà ơn cá phi kiên to ha thả đi cho mày la mày là lao xong ăn rong đồ á cá xong rồi mình hồ lập kính nghe làm xong đúng không cá ăn rong. Ấy da, tờ. Đây hụng đâu hả? Dạ. Hụng thì sao chứ sao cho con? Đây. Ơi con gì cho ha? Ở nghe phật mày. Con tổ con cá này lại chứ. Cá khủng long à. Dơ đuổi. Dạ. Tổ con gì mà nè. Đâu kính.
cá nó lau xong nữa, nó cứu bài cá lau xong. Còn cá trong lau kính gọi là lau kính. Vậy chứ Vi. Dính này nghe. Đù ống cầu. Ở nó đù ống cầu. Dạ. Ở kẹp nữa. Ây da, ây da. Kẹp con nữa. Đừng cầu. Ây. Chèo bên đây. Cần tái miếng nè. Ừ, còn cái cây số nữa ở đó miếng. Đây là cảm giác lạ lắm cả nhà ơi. Trời ơi, này con nhìn cái đèn đỏ đỏ đó, chớp là tình đó là mới tới nha. Tới không vậy ạ? Không, hơi nước đứng trên nước mà nó chảy xuống chắc chưa cháu mình đi xuống dưới kia rồi. Bây giờ anh em bên bị hết xăng rồi cả nhà ơi. Tới rồi, chứ phải lái nha. Trời ơi, gán yên con còn cây số nữa. Thế nào tới 7-8 giờ anh em mình cung về tới nhà. Nó nói chứ cái máy này dạo này nó hao xăng ha. Từ hồi hai bình xăng con tới giờ nó hao xăng quá rồi luôn. Không biết sao kỳ nữa nè. Sáng hay chiều anh em mới lấy mấy lít? 3 lít đó. 3 lít luôn á. 3 lít luôn á. Tông mình xăng hôm qua con đổ còn. Tông cho bao tông mình xăng còn nữa đó. Rồi sao mà với lại một phần hôm nay là mình đi nước ngược, mình đi ra lớn không à? Mà nhà máy thì cũng heo xăng nữa. Giờ anh em Bim đang về cái nhà giờ này là chắc mấy giờ vậy ta? Sao giờ rồi? Trời chắc giờ nửa tiếng đồng hồ tới anh ta ảnh vậy. Cần tới rồi. Nó cũng tới hả? Nửa cái vô đó. Buồn thiệt chứ, còn bị hết xăng nữa. Thôi, về nhà gặp lại cái nhà nha. Cố lên bên đây. Nè con vịn máy đi chứ hai kia chèo hụt đó. Cần tới rồi. Qua cái giờ này tới tới nhà rồi. Ừ, cứ gần tới không à. Cũng nặng quá chứ bộ. Nặng chứ nhẹ đâu. Anh em mình về tới nhà rồi cả nhà ơi. Rồi tôi xúc hết tôm ngay luôn nha. Ở trên nãy cái camera ngóc lên trên đầu á. Nó sẵn luôn rồi cả nhà ơi. Anh em Bin rất là lạnh luôn. Nè, chuyên lợi phẩm hôm nay của anh em Bin. Hôm qua thì túm cá, bữa nay túm tôm và cá luôn. Hôm nay nói đi kiếm cá ta gì vậy đây. Cá ta gì nuôi á. Cá ta nè. Cái này coi nè, cá mè nè. Ôi. Bắt mới cá mè luôn nha. Lựa cái luôn. Đây là con tợi của mình. Dạ. Mấy con tôm anh em Bin nó cũng muốn tráng tráng này nè. Ngay chỗ anh em Bin mò chạy đường ghe về hơn một tiếng đồng hồ. Quá ngàn á. Tôm rồi. Cái mè bỏ đây con. Vì vậy còn bị trèo cái cây số nữa giờ thì là anh em Bin rất là đuối luôn. Giờ hỏi cái nói có đâu hỏi chưa. Cái anh em Bin rửa sạch lại cái bỏ vô ngăn mát đi rồi chút xíu anh em mình nghỉ mệt xíu đi rồi xử cái đây là nó giờ cái sàn của mình ạ. À. Minh của Minh con nhìn coi con Minh bất cẩn quá. Quăng ra ngoài sàn nó dơ quá chứ. Nè được gỗ tôm nè cái nha. Thấy chưa? Cái này nó hơi trắng trắng à. Cá mè nè, cái này coi cá mè nè. Quá trời luôn. Cá phi. Con chà bá luôn con. Ừ. Bắt con cá mè ra luôn đi. Để tôm nữa kìa. Còn nằm tôm lên dưới nữa kìa. Tôm nè. Ừ. Này có ba con thứ luôn hen. Rồi. Ok. Thôi giờ anh em đi sẽ rửa sạch nha. Bỏ rửa lạnh đi rồi anh em mình tắm rửa nghỉ ngơi cái đi rồi mần nó tính sao đi hay đi tội. Chúc gặp lại cả nhà nha. Nhà hôm nay đẹp tay lễ tơn ha. Không thò nữa. Không thò nữa nha. Hai Bin tắm rồi chạy qua mua đồ chạy qua rồi hai anh em nói nghe từ nhịp lắm cái nhà. Nấu lẹ đi chú Bin ơi. Không đói bụng quá. Đúng rồi ngâm nước nó đói quá đói. 1 giờ chiều tới giờ cũng hơi đói Bin cũng đói nữa cái nhà. Rồi. Mà hôm nay thì hai mấy anh em Bin sẽ làm một cái nồi lẩu chua đi. Cho ngon hơn mấy cái cá chiên. Chua à? Này thì bắt cá ta ngộ lắm. Có được một con nha. Một con nhỏ luôn. Không, một con nhỏ hay bắt thảy á, thảy á. Còn con cá ấy sảy không nói gì rồi. Con cá kia dính lưới kia cũng tòng nè, sảy luôn. Đúng rồi. Mới thấy nó vô dính lưới à. Cái phần mà anh em Bin sửa hôm nay, cái nhà mấy con cá mè bự nè, với mới tôm anh em Bin mò được nè. Mua thêm một ít rau nữa, Bin đi ghé chợ mua luôn. Đó. Cô Minh giờ con ra con hái rau thơm đi để chú bà xử đi chú Minh không có lấy rau thơm rồi. Không chứ. Nhiều lắm. Nhảy xuống dưới con. Đó, hái
Nay mình ăn ngồi gai đi. Tháng mới ngồi gai, gai vườn cao sạch đẹp của mình nè. Tháng mới cao thơm. Gai. Gai cái nha. Cái này nè, hồi sáng giờ công tình có anh em Bin sắp có một vườn rau nữa quay phim cho cả nhà xem nè. Nhà hay đã chưa? Hồi sáng này qua cái anh em Bin làm cái vườn rau này, cái tới 1 giờ chiều mấy anh em Bin mới lên ghe. Mới đi bắt đại vì canh con nước rồng á. Giờ làm cái nồi lẩu rồi. Lấy sức liền. Rồi gai về sau lá tà luôn rồi chú ơi. Tôi cháu mình nó cục cùi, dạo lá tà luôn nè. Rồi chả với chỗ rồi vô phi cho nó vàng lên cho nó lỏng mình nhức nách rồi. Nay mình đang ớt tắng nha chú. Nay mình có tôm và có cá nữa nha cả nhà. Tính ra bữa nay bộ thu hôm qua không? Bộ thu chứ. Hôm qua số lượng cá ta nhiều, cá cũng nhiều nhưng mà bữa nay có tôm. Này hàng chất lượng hơn. Này lạ hơn hôm qua mình là mình đi mò tôm. Mình bắt cá ta. Nè quyết định là bắt cá ta nha, anh em đi đem cái gỗ rồi rõ ràng để cầm cái ta sống về nuôi, cố cùng dính tôm. Thì nó xèo xèo luôn. Lấy đồ chua của khóm à? Lấy đồ thơm của khóm. Chua của khóm nhẹ. Khóm này hay lượng khóm hay chín nên nó cũng không chua dữ đâu. Cho cày vô luôn. Dứt cái nồi lẩu cho tới nách luôn. Cho nước vô luôn. Canh đủ đúng rồi lẩu thôi. Ok, cho đậm đà. Rồi. Đấm. Sâu lên nữa cái cho cái vô. Mình có cho chứ nước chấm mình hồi không chú ơi. Chưa giờ hết mà dọn chén còn đủ cũng rẻ. Dạ mấy con cho nước mắm còn đưa lên đi. Của mình nó đói lắm rồi. Đây cho cái chén lẩu chua thằng anh. Mày chú cháu mà đói hết rồi. Hả? Mày chú cháu mà đói hết rồi. Đâu có đói đâu con. Đâu biết gì. Đó. Cho cái vô trước nha mọi người. Cái vô cái đi rồi chút xíu nữa bên sẽ cho tôm vô. Khi nào mà cái gần chín rồi cho tôm vô nó sâu lên là vô bánh nè. Cái mẹ nha. Con chuẩn bị đầu tiên đi. Ok. Chín rồi này. Ôi, con cá mè nào nay cũng 8-10 chứ con cá mè lần trước anh em bên dằn ở dưới cái đám máy á, cái đám lục bình á. Bên lục bình. Nó dễ lại nè. Cho tôm vô. 3 giây nữa con ơi. Ở lòng 3 phút nữa con ơi. Cho con cái đậu đụng luôn chú ơi. Con tôm lên màu cái thôi nó lẩu gì đỏ xanh, ở lòng chưa xanh. Xíu nữa mới xanh. Vàng đỏ trắng. Nè trắng nè. Trắng nè. Trong bài lên trên đi. Cá có kìa hả? Cái đuôi lụng đầu luôn chú ơi. Có con. Cho nó bớt cái mùi cá cái nha. Rồi chút xíu mình bỏ vô thêm một ít nữa lúc sau mình ăn lẩu. Ba vô con ơi. Rồi chú Vinh cái đậu con tôm đụng đậu con tôm chứ. Giờ con đừng hỏi chú Vinh nữa. Chú Vinh tập trung vô gấp đồ ăn ngay cho con ăn nè. Con hỏi chú Vinh nữa. Chú Vinh sát bên trên người ta không được nha chú ơi. Xếp đẹp y chang người ta. Cá bự không? Cá mè đã. Anh em bên bắt mới cá mè. Đi săn cái mốt về ba mẹ gia đình nhà la tụi bay đừng đi nữa luôn. Nói chứ cũng có mấy lần ối thấy bà luôn á. Đây còn cá nữa không? 7 con lận ha. 6 mấy con hả? 7 con. 2, 4, 6, 7 con đủ rồi. 8 con, 9 con rồi. Còn gì? Thêm tôm. Tôm này phải bắt ra từ cũng được. Nhưng tôm thì biết tao đếm. Không biết nữa, gỗ á. Con cái này chắc là gỗ. Cái này gốc đen chắc được dễ chứ hả? Ủa nãy nhớ đếm có 7 con cá mẹ mà ta. Ở con này con thứ 7 nè chú ơi. Nó nằm trước con nữa con. Đó. Ôi nè, có nó nè. Tôm. Đây nữa nè, con bự nữa nè. Bự nhiều lắm, 5 số con vậy á. Nè, bự nữa nè cái nè. Con tôm lọt nè. Đây cái nó có cục gạch nè chú ơi. Gần đây dễ rồi. Đây chắc này cho hai tòm ăn cơm cá no luôn á. Mình phải có miếng dẻ hấp hấp. Đây. Đó nè. Này cái dĩa bị quỳnh tán quá hay ơi. Quá đẹp ha.
Ở sân mình vô đây mình hồi tôm. Cô Minh ơi, cái lông này con ơi. Một lỗ ra nè. Con để xíu cao đây chú Bình xíu nữa, ta bung tay rồi mình làm cho nhũn nhão à. Mình tập trung quá người mình. Dạ. Thấy tập trung không là nó ảo với chú kìa. Nó nói như sao? Nó dằn kìa. Này được nồi lẩu gửi rồi ha. Rồi. Con lạnh luôn á. Đó, vàng đỏ xanh. Có rồi. Cái nước tôm vô cái nó lên cái màu cái nồi lẩu mình nó không được tông hay cái nha. Nó đục đục nha. Nãy nó bỏ cái vô nó vẫn ngon mà. À, lên của mình. Lên đi con để nóng con. Nó mà cái lọ rồi. Bây giờ là giây phút thần hưởng của ba anh em Vin. Ba anh em Vin mời cả nhà ăn lẩu chua cá tôm cùng ba anh em Vin. Để mời cả nhà. Con mời cả nhà. Rồi, vậy thôi. Lẩu tôm cá. Bây giờ húp chén lẩu thứ kia tính tính. Đây, là lẩu của ba anh em Vin nha cả nhà. Còn phần đó thôi cũng lại cho vô luôn. Không thanh gì hết rồi. Cá mè nha cả nhà. Đó. Nước ngon quá. Tên đây, tên đây, tên đây. Giao đây. Đó, cái hai tò là đi lế rồi đó. Thôi, ăn hết cá luôn. Dạ chú Hai ăn thôi, để con cho gạo vô túi vào. Con gạo rồi. Con bỏ gạo chú Hai bỏ chú Hai lọc cơm rồi. Thấy không? Hôm nay coi bộ vậy mà hoành tráng hôm qua ha. Dạ. Nay mồi ngon ha. Con tôm để em coi giặt coi có gạch với cục con Minh không? Con Minh thì chiều em lấy ra hết rồi. À vậy mà có gạch này hay. Thấy không? Thấy rồi. Gạch sạch sạch. Ồ con cũng có nè. Ủa? Đem lọc cho hai con. Ok, cảm ơn quý nhiều. Này cho hai con đi. Chị chạy nước miếng nhiều lắm rồi. Ôi, nó con lẩu của anh em bên này cái dĩa này nè. Rồi, khá húp cái đầu đi. Khá húp cái đầu đi, khá cho hai cái mình được rồi. Bỏ đẩy ra luôn đi hai anh em. Được hai, rồi. Vô anh hai. Vô đẩy đó giùm hai đi. Cho vô đẩy đi, rồi mình kiếm một cái góc nào đó mình vớt nó ra. Mình ăn mới kịp tiến độ mình mới được. Nước mắm. Đó hai mà hai anh em tát tôm với cá rồi bớt đi. Nay mà hai mà mua 1 kg bún nè ăn cũng hết luôn. Ok ok thôi nay cho ăn cá từ bún luôn á. Mua 200 g thôi. Xong nhận mập mập cái đói hoài. Rồi hai anh em ăn tôm lại đi, ăn tôm phét cho nó có cái lẩu đi rồi mình bỏ ra luôn phải không? Bỏ ra vô. Ăn đây, mình ăn lại nha con. Ăn đi con. Con này như có gạch nè. Ừ. Sao nó nằm dưới đó nóng. Cái con này không có gạch á. Ơi anh. Mà gạch ấy chứ không phải là gạch cục. Nó nằm dưới nó nóng quá. Con lỏng dưới phải gạch cục. Tôm chắc thịt quá. Con nó tắn tắn vậy mà nó chưa có ăn nó còn ngon lắm đó nha. Nó nằm dưới nó nóng quá thôi. Ừ. Mình hấp miếng nước. Trời ơi, ăn tôm mà có con mắt cá. Hãy trái con tôm ăn con ở con cá nãy con tôm chứ hả? Thấy sao mà bỏ gà qua mình cốc rồi. Hấp thấy nó đã gì đâu. Nghe cái mùi rau cần nó thơm chịu không nổi luôn. Quéo hết ăn rau cần luôn đó nha. Đúng rồi, không em không hết ăn rau muống đâu. Chứ nên đâu có lấy rau muống, đâu có đi hái được đâu mà ăn rau muống không ăn. Tối rồi, còn đâu còn hái nữa. Tối rồi đèn đi hái không. Không phải là không thích ăn nó mà cái bụng yếu. Ăn không thích không được. Biết không thích hợp với con rau muống. Con nói, chú Bình để nói, chú Bình nói con nghe, bây giờ con đói bụng rồi. Mà lẩu ngon nữa, con cứ việc con tát con cái mình con tôm đi, cái đầu con tôm một hơi con nút sao. Đúng rồi. Con cứ ăn cái gì vậy đi. Chú Bình không có nói gì đâu. Cô chưa mấy cô chú không có la con đâu. Tại vì giờ em nó nãy vô Bình mới qua nó ra nó tội nghiệp. Bây giờ nấu ăn liền vậy chú Bình. Béo cũng vậy nữa là em đói quá. Trời nữa tới nhà không có cơm. Không cần nghỉ mời, không nghỉ mời luôn hả? À con đói ghét đầu nó máng tôm mà. Bắt đầu cái nghỉ sao. Nó rớt đó một cái ha. Ừ, cái này là sờ tay. Nè béo. Hơi cưng húp cái đầu rồi luôn đi béo ơi. Ok. Rồi húp miếng ớt rồi. Cho nó chặt đi. Ăn gạo cho nó. Rồi đó ăn béo luôn. Cắn cái mấy em tầm đi. Rồi xong đó nó ăn chéo rồi. Béo quá. Ăn gạo lại đi nha cô Minh. Hai cũng muốn ăn cá nữa mà thôi.
bên giờ mình ăn tôm trước cái nha mọi người, chứ chứ nữa mình ăn cá sao. Không phải nói khen mấy con tôm này chứ công nhận cái cục thông minh nó bị chảng luôn. Đúng mà con thấy chứ hả bạn, trời cái cục ngón tay con ạ. Chứ hai nó còn cục thông minh tao bằng con ghê chứ. 9 giờ 2 nay cũng đẹp ha, bên về bên tắm rồi bên phải ra chạy ra chợ nữa. Giờ này chợ cũng tối rồi cái nè. Nhưng bên chỉ mua được một ít loại rau, tính ra ra vậy thì cũng ăn lẩu cũng vừa rồi. Ra biết sao không? Tại khúc cuối con chèo quá tại ha. Chú cháu mình chèo quá tại á. Nó cứ là sắp tới rồi, sắp tới rồi, không mà còn cả cây số luôn mà vẫn sắp tới rồi, kia sắp tới rồi. Nó tới rồi chứ khác. Đó, cái vừa lạnh nè, mà đói nữa, rồi chèo một khúc nữa. Tại vì bữa nay anh em bên đi toàn hoàn toàn nước ngược, lúc đi cũng nước ngược, lúc về cũng nước ngược nữa cái nhà. Nên nó hơi hao xăng. Anh em bên thường thường đi mua có 2 lít nè, mà bữa nay mua 3 lít á. Em biết ngay đi nước ngược á, em thường hao 1 lít luôn á. Vậy mà vẫn còn bị chèo tay. Thấy không, con bảo cây dừa nó tới rồi mà. Chú Bình phải làm cái dừa. Cái dừa này nó lạ lắm á. Chú Bình nói là chú Bình phải làm miếng cá. Cái heo mày ngon quá. Chú bà lấy thằng cấy rồi cả nhà. Hai lau tay nha. Cảm ơn, cảm ơn. Ăn cơm mình lột cơm mình phải lau tay chứ. Cảm ơn. Để cô là. Con muốn cô bánh nha, con thêm bún mày. Chào con á. Nước chưa? Vô đi. Đang đói này thiệt chứ ăn nước lẩu với rau cũng ngon. Nhưng mà không có cái gì ngọt gì tanh làm sao mà ăn ngon được. Có cái ngọt ngọt của tôm với tanh tanh của cá nữa. Phải tanh tanh đâu nữa mới được. Bây giờ mình ăn cá cũng hơi bị nhiều ha. Bên mình chuyển sang mình ăn thịt ha anh hai. Ngày mai chạy không nổi nữa đâu. Nè bữa nay 3 bữa rồi chứ đâu. Mai anh em mình ở nhà nghe. Nào nấy cảm tân rồi. Nó xì từ sớm giờ luôn á. Không làm đâu hơi bị nhiều ạ. À. Nên ngày mai mình nghỉ sáng hơn bữa đi. Em nhớ ông lội kinh lội xong rồi hôm nay như 5-6 ngày liên tiếp rồi. Thôi có ngày nào mấy anh em mình nó được khô. Hôm bữa sắp thu nha, 2 bữa nay là ngon lành nha cái nhà. Anh em mình đã cố gắng thành công. Gắn tương khô 1 bữa đi. Cái đầu nhà mà. Vài bữa nữa cái mấy anh em đi bò nữa. Tại vì 1 tháng có mấy con nước rộng cái nhà nên anh em mình đi suốt rồi đó. Rồi mấy cái nước cái lớn á. Không có làm ăn được hết tân á. Nhảy xuống cây chú cháu mất đi. Nước lớn rồi biết làm gì không? Hả? Đi câu. Đúng rồi. Nước lớn đi đâu? Còn có nước kém có câu cá Úc. Nước kém thì câu cá Úc. Nước lớn thì đi câu cá bự. Bữa nào tổ chức? Thôi bữa nào mấy ngày nước lớn mình không lội nữa nhưng mà mình đi câu ấy đi. Mình chùi với ghe mình cho sạch thôi cho nó khô mình đi câu cá ấy đi. Cá bự á, cá ngá ở dưới quá. Giờ cũng giống giống vô cũng ngon rồi. Đúng rồi. Còn ngát không? Mua tép câu thôi. Ê, con này nó còn không bên cá. Con da bọn không thấy mình. Dạ. Da bọn không thấy cục thông minh. Đã, cũng không mới đến tin nào mấy chú ạ. Giết mẹ y chang con tôm vậy hả? Tôm lạ thì chứ. Không. Nếu mà tuổi chưa có chắc nhiều đứa nó biết chuyện tình con tôm giống như anh em mình mới biết. Không quá. Ngon quá. Tụi mình ăn mì không con, chú Hai bỏ vô. Dạ không. Chú Hai ăn mình, anh em ăn mì không? Không. Còn bún mới ăn nha. Rồi ok. Để bỏ mì vô cái. Cho mềm mềm. Không còn, không còn. Ăn cơm bự và ăn cơm nhỏ thì để cô Vinh chị nghỉ. Ngon quá. Em chết đói mà được ăn lẩu mà. Ừ. Cái này đang dễ ăn nhất á. Chứ mà giờ mà về rồi bớ tô cơm chắc nó nuốt nổi quá. Bớ tô cơm dưới nồi. Cá kho khô tiêu. Trời ơi. Hồi tép kho khô tiêu chứ bây. Chết con rồi mẹ ơi. Gặp thêm nồi cơm khô khô cũng thiếu nữa. Trời ơi. Chết con rồi mẹ ơi. Rồi nói chứ mình lấy cái mà chặt cái dừa binh lên liền ha. Cá nước vừa vô ăn rồi ăn cá kho khô tiêu phải không? Đúng rồi. Hmm.
Xin mình ăn rau nhút nữa không? Dạ. Có ăn rau nữa không? Ngao vô đi chú. Rau. Đó, cắp rau miếng để nữa thôi. Cái ăn hết rồi bỏ vô. Cái bữa nay ông Tài cũng ông nắng anh em mình thoải mái quá ha. Với lại dễ đi. Cái gì đó đúng có em một người hai người anh mà thân thiết coi kênh bên nhiều cái bấy bên cũng có nghe và bên cũng có trả lời một cái á. Mai nè bên cũng muốn đi về đó, thí dụ như mà không đi xa được thì cũng phải đi vòng vòng ở khu vực này để quay cảnh săn bắt đồ này kia lấy nhà xem rồi kinh gì căn chòi này lúc nấu nướng. Còn được điều kiện mà đó có ngon biết chỗ là ngon anh em bên cũng cuốn gói đi à. Chứ thật sự là ở nhà anh em bên túm chân túm giò lắm, không thì làm nếp ấy thì trời cái nhà buồn với lại một phần nữa đó cũng là kinh tế của mấy anh em bên nữa. Còn không có nếp là không được, không có tiền lo cho gia đình. Cái chứ ở nhà nấu ăn hoài nó cũng tù túng rất là nhiều. Tại nắng là anh em bên sẽ xách xe chạy nhiều khi hả, chạy mấy vòng ở cái khu vực này bên nói thì nhưng mà trung bình là khoảng 10 km á, chạy cái khu vực này từ ngay chỗ bên mày 10 km là đi vòng vòng. Mấy anh em bên kiếm cái gì đó để săn bắt để quay cho cái này xem mà. Anh chị mày theo dõi mấy anh em mình thường xuyên cũng biết anh em mình cũng cũng đi nhiều khi mình đi ra bán kính 10 km là đi rất là thường. Còn mà bán kính mà mình nhiều khi như đợt đi anh em mình đi tận Long Thạnh, Long An rồi đi xuống Bình Đại rồi Ba Ti là nói chung là cách nhà là khoảng 50-60 km. Đợt đi một quá lên cách nhà một gần 5 cây luôn. Chú cháu tin qua biên giới luôn mày. Chú xíu đi qua bệnh bên casino luôn hả? Cái nào mà bé của mình đi mà bên đó nhà làm nếp á là đi giáp biên giới luôn á, lúc đó là ở đâu béo? Hai anh em biết địa chỉ không? Một quá ừ, cánh đồng Campuchia á, sát bên luôn á, cũng xách xe đi dữ lắm tại vì mưa gió bão vùng rồi xách đi cũng được. Với lại cả nhà biết sao không? Nói chung là cố gắng hết sức rồi. Riêng bé của mình á vợ thôi chưa có con, còn bên á là hồi đó giờ lúc cưới nhau về tới giờ đó là gia đình bên với vợ bên tự lo không à, không có bà, không có như là không có cái nặng cho bà ngoại ông ngoại bà nội ông nội gì đó. Mà mưa gió vô cái vậy là sáng là bên phải đưa bên dậy bên đưa hai nhóc đi học, vợ bên đi chợ lo cơm nước trong gia đình, ngày nào cũng vậy hết. Mà hai đứa nó học 2 giờ nữa, 2 trường nữa, ba quay thì nó giữ trẻ à, còn bắp thì vô lớp rồi. Mà mưa gió kiểu này mà bên đi thì bỏ một mình vợ nhà chạy trống hai đứa nhóc rồi. Bên đúng lo trong người, một là vợ đối với lại là sợ nữa. Lại phần nhà có chiếc xe, chiếc H50 cái nhà, cái thời chạy tàu của bên đó nó cao dò vợ bên tại mưa gió thì sợ nó xử lý không được, em chưa tới. Với lại sơn đợt đó con nó rất là khó nên cũng lo lắm nên không đi á, chứ ở nhà tấm dò lắm sợ đi bắt hết bự quá. Nó có như làm có nhiều đổi vô hai cục dạng hết lên á mà có gì chứ biên chế luôn á, tấm nổ luôn á, bé vài năm đứa nhỏ lớn khỏe luôn. Đúng rồi. Rồi lúc đó em của mình sắp cho 2 cây gậy quỷ à. Nghèo. Già trả rồi hả? Chắc tao già mày trẻ quá béo, tao với mày hơn nhau có mấy tháng rồi vậy không? Hai anh em pin có mấy tháng à, tại vì giới thì béo kia pin 12 hay bằng 2, pin lớn béo có mấy tháng à. Hai biết sao mà em kia 2 bằng 2 không? Tại vì ai biểu cha hai lớn hơn mẹ em chứ. Đó vậy á. Không, ngày lớn hơn vài tháng thì cũng có thì làm lớn hơn chứ cũng không sao. Hai anh em bên lớn bé có mấy tháng à. Mẹ ba bên thứ 5, mẹ béo thứ 7. Đó. Rồi cái nhà làm chứ gần hết mới tôm. Hai dòng cái hàng cá mì. Ăn hết rau luôn, hết rau trong nồi luôn. Còn nhúng rau. Thôi, bà anh em mình tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà.